về tới nhà các bạn ơi. Đây danh sách này. Đi bán. Lần này kiếm tiền thôi. Kiếm tiền mua rượu. Mà nó không nên tận kiếm mạng nó. Bà con các bạn nha. Rồi mình đi thả nó kia, mình nuôi mà. Rồi, để chỉ quay cho các bạn xem luôn nha. Mình đi qua bên kia. Các bạn đã giờ mình thả sóc ở chỗ đây các bạn nha. Không chuột gì nữa. Mình nuôi nha. Cái chuột của mình đấy các bạn. Sóc được tại kia. Mình mới thả một chút thôi. Rồi mình bỏ mình nuôi đây rồi. Mình đi qua bên kia thu gì? Thu sóc các bạn. Nó chưa quen đâu. Mới bắt về nó chưa quen. Đang thui sóc các bạn. Mình về tới nhà mình quay cho các bạn xem. Hôm nay mình quay rồi, quay ngoài kia rồi, quay có một đoạn thôi. Giờ cái máy mình hết pin rồi. Mặt đi. Chó lại nhìn lên, nhưng nó vô cái này. Sợ hơn nè. Cứ bên đi nhìn. Tân cái thái lắm. Đang có mô này, ăn tan này.
đồng dừa ấy. Mặt nó lấy lịt lịt em nặng cái quả ra đen anh em thấy chân mịn nằm lịt đù đù dạng đù bắt cho chân mịn rồi đâu bọc đâu đâu. Ông tem em hôm nay đi đuổi sóc quá vui, đuổi sóc rồi đi bắn chim luôn. Dạ, có lẽ hao hình đi à? Đi à, xe đi à, Gua harus ni hendak ihat gua. Demi gua deh. Kepada jatuh yang mur. Perak yang mur yang nyam. Perak yang mur yang muak. Ini le, gua jatuh yang mur. Muak le. Perak yang mur. Ini macam. Perak yang mur. Có cái bố dưa hết đôi lịch ghê nhân lẹ phục hết đấy nhá lưu mừng phục ghê như đợi gặp ngọt đẹp rồi hồi về bữa tiệc khách thì chẳng ngờ đợi này như đợi này là ăn gì lo thì làm ba con đặt đây đặt ao má được lo được người ta bỏ gốc ra mới nhiệt mới nhiệt mới nhiệt vậy mà qua giờ thì mà qua giờ thì đây là qua giờ thì nướng xong rồi nè các bạn ơi, hôm nay tem mình lại đi trải nghiệm có 15 con nữa các bạn. Giờ lúc này mình cũng quay các bạn xem mình quay có một nửa thôi. Mai mình là hết pin, mình về tới nhà rồi, mình về tới nhà mình lại thui xong đấy là mình lại quay cho các bạn xem. Đây thực sốc nữa các bạn, quá tuyệt vời. Món đặc sản của Tây Nguyên các bạn nha. Sóc và dây chăm. Đây nè, đây chăm nguyên lây nữa. Chăm nè. Đợi em vậy, ta cầm nè. Lá đầu tiên là làm chung đông các bạn ơi. Lá này hãy đây các bạn. Chanh, lá to. Sóc này, cái này bột ruộng các bạn nha. Nếu mình làm, mình ăn luôn các bạn. Mình sẽ quay các bạn xem. Hôm nay mình làm ẩm thực dân dã. Thịt sóc các bạn nha. Chân này ngọt lắm, chín hết rồi. À đã. Ăn cả lá luôn, quá ngon. Chín rồi, ít chanh, ăn nó chua, món đặc sản của Tây Nguyên ăn ngon lắm các bạn ơi.
môn ia nó mà như cái tức ia. Để đủ gia vị đâu. Hành, ngò, xả, chanh, tàu tàu. Các lẽ là nhà thật kiếp mới được được. Các bạn ơi, mình là những nước ngoài các bạn ơi. 27 tất cả mới biết em mình lại đi đi sắp hôm nay đi tránh đường về các bạn nha. Và đi có 15 con thôi. Là các bạn đi quay trong bàn xe thì cũng nhận cho nó rồi. Giờ đi mình rất mấy người đi quay ra bên nửa đưa em thôi. Đây là gọi là món không chua. Đây các bạn. Rồi mình mời các bạn uống cùng mình nha. Anh tóc này nè. Thịt sốc rừng Tây Nguyên các bạn. Món đặc sản. Mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Thịt sốc ngon lắm. À. Quá tuyệt vời. Nước đầy màu đen là cũng ngon luôn. Cái rượu cũng không ngon đâu. Đây cũng không ngon nè. Tăng chủ. Nâng ly. Tăng chủ ra đây nha các bạn ơi. Đây bàn chủ nè. Em cứ làm bàn. Ngon. Đầy sâu nó đen lắm em sao ngọt thế này. Có một gì kìm làm nó ngon thật. Có thử như thế này nó uống cũng ngon nữa. Sợ luôn. Nước mình ở nhà uống đâu có ngon đâu mà. Cái này nó ngon thế. Nguồn lắm. Thảo có lòng là lúc em có lòng coi nha. Như thật đấy. Như thật đấy. Như thật đấy. Như thật đấy.
Cái này không được ăn nha. Đây đem về nhà ăn cơm thôi. Đem cho vợ. Đây mừng ăn cái này này. Cái này để cho tôi nha. Tôi mang về cái đây nha. Cái này tôi mà đánh cái này mà ăn uống hết rượu mà tiếc quá, về nhà ăn cơm ngon. Các bạn ơi, video mình quay từ nãy giờ rồi. Các bạn nếu thấy video mình hay, hấp dẫn, nhớ ủng hộ cho mình. Bấm cho mình một cái like. Nhớ đăng ký cho mình. Phần mình tiếp tục làm các bạn tập video tiếp theo để các bạn theo dõi video của mình nha. Mình xin chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy hồng ân. Tối đây để các bạn đây, chúc các bạn ngủ ngon. Mình kết thúc từ đây mình tới đây các bạn ơi. Đây là sóc của mình nha các bạn. Tất cả mọi người xem của mình đấy, lúc này đi tải về rồi. Là tối giờ các bạn ơi, giờ 6 giờ rồi. Hello, chào các bạn trong video mình tiếp theo.